Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi gặt lúa các bạn. Rồi, đi. Anh xuống cắt ruộng thứ tư trở đi. Hay là ruộng đầu tiên xem nếu cắt được, cắt luôn ruộng đầu tiên đây luôn. Đi các bạn. Đó, mọi người, còn đây là thóc này là anh em mình đã phơi đi. Được hôm qua chủ nhật là một ngày nắng đẹp đó, còn hôm thứ bảy là nó nắng nhưng mà không được nắng to, quê mình gọi nắng to mới nắng bé đấy. Đó, thế này gọi được hai nắng đẹp rồi. Ngày hôm nay nữa là ba nắng là có thể đóng bao và cất đi rồi, không lo mối mọt rồi là các thứ nữa rồi. Nhưng ở quê mình là cứ đúng đủ ba nắng đó. Phơi lúa là nếu mà phơi đã cất đi là cứ đúng đủ ba nắng thì bắt đầu cất đi. Còn nếu mà lúa mà muốn nhà mình mà gọi là lúa đầu mùa đấy mà cắt về xong mang đi xay sát thì chỉ cần hai nắng thôi. Hai nắng là có thể là mang đi xay sát là có gạo mới ăn rồi. Còn bây giờ mình cứ cẩn thận là cứ phơi ba nắng các bạn, cho nó ăn chắc. Phơi xong là cất đi. Khi nào mà xong hết toàn bộ thì bắt đầu sẽ bỏ đi, gọi là đi dê đấy. Ở quê mình gọi là dê xong là cho những hạt thóc lép rồi những cái chấu, những cái bụi bặt còn lại sót cho trong quá trình mình phơi ấy, nó lấy quạt để thổi cho nó bay. Hoặc là hôm nào gió to như này là cứ đứng đổ thế này đó, xong là gió nó chạy hết đi. Lúa này thì bây giờ là cứ đi cắt dần dần thôi, chỉ có anh em trong trang trại cắt thôi các bạn, có hơn 10 anh em đó, là giờ cứ đi cắt thôi. Mỗi ngày cắt một ít, cắt xong rồi còn đập, xong rồi còn đi phơi phóng các thứ nữa. Chứ không phải là cắt xong là xong, nó như là làm bình tĩnh từ từ. Cắt xong là mình sẽ cho máy cày đi. Nhà cắt xong là bắt đầu sẽ lấy máy cày hoặc là lại đi mượn bò của các bác về đây để cày hết lên, cày để phơi đất. Bỏ luôn ở góc này này. Đây. Nào, Vin rồi. Đây này. Tira que la Barcelona, stand que se la. Es antiguo, tira. Cắt cho phơi đây luôn. Này để lượm bé từng tí một rồi để. Đấy. Để đập nó dễ mà đến lúc đi phơi thóc này, bây giờ rơm này bây giờ là phơi toàn bộ anh ạ. Chứ không giải, không phơi giải giống như kia nữa. Phơi giải mưa xong là hỏng hết rơm. Mình phơi, mình cắt từng bé bó này xong rồi về bó rơm để phơi. Để ba gà đấy, bắt đầu bà tê nụ sao, bắt đầu kè, tê ăn. Rồi là tông sẽ bị mà ra, bị mà ra. Anh đi lượm đi. Hả? Cho anh em cắt. Giờ mình cắt thế xong ai lượm, không một mình em không lượm kịp. Không biết lượm à? Beto, no sabe. Ah, Mara, tengo que cortar. Đi cortar.
mấy thanh niên khéo tay đi lượm lúa. Em chỉ muốn dùng gran để tay để đi mới đi. Anh em cắt mà mình lượm không kịp. Nhưng như thế này đập nó không dối. Như này đập nó không dối mà xong rồi cắt xong rồi còn phải phơi rơm nữa chứ phải cứ vất rơm như chỗ kia để đến lúc mưa mà mình không ấy được là nó hỏng hết. Mình làm là lấy được cả rơm cả thóc luôn. Có phải lấy mỗi thóc không đâu, rơm này sau này còn làm nhiều việc anh. Rufino Kota Desaki Arroz Isladu. Mai cắt ruộng đầu tiên anh quý ạ. Mai cắt ruộng đầu tiên với hai ruộng trên kia luôn đi. Đằng nào cũng cắt mà đằng nào cũng chín thì cắt luôn. Thì để cũng đấy đó mình gánh đi qua đấy nó đỡ chịn, nó đỡ ấy, nó đỡ rửa đỡ dơ. Đỡ rụng, đỡ rơi vãi các thứ đỡ tiếc. Để bờ mà để nhẹ nhàng thế nó bắt đầu vẫn còn rụng. Nói chung bây giờ quân số mình ít thì vừa cắt vừa đập vừa lượm rồi là vừa phơi phóng các thứ ngày thì gần khoảng 2-3 ô thôi. Rùa đẹp. Anh Nhân kìa bạn này, anh Nhân đang ở đây. Đó. Đây là anh Nhân vào đây là gì kia? Đang ngồi xem thóc các bạn ạ. Chắc là vào để lấy thóc giống đấy. Thì năm nay toàn bộ đây anh em ai có nhu cầu, anh em trong nhà lại có nhu cầu sử dụng bao nhiêu mình sẽ cấp bấy nhiêu. Người dân hoặc là các bác trưởng thôn có nhu cầu đến đây mình sẽ cấp đó. Nhưng mà nếu mà bác trưởng thôn với cả người dân ấy mà mình cấp ấy thì là mình cấp ít thôi, cấp mỗi nhà khoảng tầm độ làm sao một cấy được khoảng độ 1-2 sào lúa đó. Bây giờ chỉ cần mỗi hộ gia đình ở trong bản mà cấy được một ô như thế này thôi đó các bạn, thì cuộc đời sang trang mới luôn. Lao lên số ai cuidado caiu. Bây giờ chỉ mong muốn là mỗi hộ gia đình vào mùa mưa mà cấy được một ô như này được các bạn thì tự nhiên nó sẽ thành rất rất nhiều lúa rồi. Thóc giống thì mình sẽ cấp cho mọi người nhưng mà cấp ít thôi, chứ không phải là cứ đến là cứ lấy bao nhiêu mình cũng cho. Chỉ tính là mỗi hộ gia đình, anh em trong nhà thì không nói rồi, còn người dân mà hộ gia đình nào đến thì mình chỉ cấp cho khoảng độ 1-2 cân thôi. Bởi vì là mọi người chưa có kỹ thuật, chưa có kinh nghiệm, không thể trồng nhiều giống như mình được, không thể cấy nhiều được, mà chỉ có thể cấy một sào đã là quá nhiều rồi đối với người dân rồi. Một sào là được 3 ô như này, hơn 3 ô như này, mình chỉ mong. Huele que te tinh hình bây giờ thì mày quá, em đang mệt nên tôi ngồi. Anh em ơi,
tôi đu xe tay ngồi nghỉ đây để cho các bác cắt cắt luôn. Này đùa đấy, lên van tay. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ nhường lại để cho công việc cho anh Nhân. Đó, anh Nhân cùng với cả mấy bác trưởng thôn cùng với mấy người ra đây để cắt lúa, để trải nghiệm. Mời các bạn sang xem kênh của anh Nhân, kênh Thế Nhân Vlog nha các bạn nha, để xem tiếp tục những cái video tiếp theo. Ok các bạn, bây giờ anh em mình vừa mới cắt xong 3 ruộng lúa rồi. Và hiện tại thì toàn bộ chỗ thóc vẫn để ở phía dưới kia. Bây giờ anh em sẽ nghỉ ăn cơm trưa đã. Thì cơm cày cơm cấy xong đó chiều bắt đầu tiến hành là đi lấy chuyển thóc từ dưới kia lên kia, chuyển lúa lên trên đây. Sau đó sẽ đập. Thì bây giờ cứ cắt một ngày, sau lại nghỉ một ngày. Ngày hôm sau thì sẽ nghỉ để đi phơi phóng các thứ các bạn. Kia là chỗ lúa mà hôm trước anh em mình cắt được hơn 6 bao đấy bạn. Bây giờ là còn hơn 5 bao thôi. Phơi thóc nó ngót như ăn cắp luôn. Và cái chỗ đấy thì chiều nay mình sẽ chuyển về nhà, bởi vì được 3 nắng rồi, chiều nay sẽ chuyển về nhà để cất ở nhà các bạn. Ở đây thì cái nhà tôn này thì nó cũng diện tích nó nhỏ, không cất được nhiều, và cái thứ hai là mưa gió nó bị ướt thì đến lúc nó lại hỏng lãng phí mất, thế nên là phải chuyển về nhà để cất. Mời các bạn ăn. Ha. Ôi giời, kênh thế kia không được rồi, không hiệu quả rồi. Đấy, đôi mi gùn, đấy, vai. Các bạn bây giờ là sau giờ nghỉ ăn trưa, bây giờ anh em sẽ đi, bây giờ là 2 giờ chiều rồi, giờ sẽ đi chuyển lúa lên trên, để bắt đầu đi đập. Đây, phai quan đôi mi gùn này. No tengo nada. No tengo nada. Un que fica así. Mete en hombra, le va. Mete en hombra. Hombro. No, así va a caer mucho. No, tiene que meter dentro, si no va a estar bien. Cuando você montar, ya cae así. Vê se tá caiu o gomo. Anh ở đây nhá, anh Quý nhá. Ở đây cho anh em bó chuyển lên cho nó ngon lành, để em lên em trên kia em đập trên đây luôn. Vâng, lên đập luôn. Chứ bây giờ phải chờ chuyển hết lên mới đập, lâu lắm các bạn. Hôm nay chỗ này. Đó, à xin tao bông. Anh em cứ cho ôm được bao nhiêu thì ôm lên. Gánh ở đây mọi người chưa quen, đau vai các bạn. Mình sẽ lên trên kia để đi đập lúa cùng với mọi người. Đó các bạn, đây là mọi người bắt đầu đang tiến hành đi. Anh Quý đang cho anh em buộc lúa gì đấy nhá. Anh Quý đang đi buộc lúa để mọi người sẽ gánh di chuyển dần lên phía trên lán đi. Cái này ngày hôm nay anh em mình cắt được thêm 3 ruộng nữa. Phía trên lán đây, để chỉ một lát nữa sẽ tiến hành vào đây đập ở đây luôn. Các bạn, mọi người sẽ đi chuyển lúa từ dưới lên. Mình sẽ trên này đập. Đấy, bé tủ ở đây đập luôn đi. Hả? Bate assim, né? Com força.
chút xe. Mọi người cứ đi chuyển lúa dần dần đấy các bạn. Một đội đi chuyển lúa, còn một đội ở trên này đập. À, abri aquí. Abri, abri boca de sim. Đó. Và vé dentro, que tem, vai sair. Đó, mọi người, cái chỗ rơm này anh em mình phơi nó tái hết rồi. Cái rơm này khô thì thơm, rất là thơm luôn đó. Sau này cái này để trâu bò ăn, rồi là làm mái, rồi là làm cái ổ rơm để ngủ các bạn. Mình ngày xưa bé được ngủ ổ rơm rồi. Bé được ngủ ổ rơm của bà ngoại, ngủ cùng với bà. Cái đệm rơm nằm êm các bạn, và nó thơm lắm. Sau này là tới thì sẽ làm cái ổ rơm đấy để cho mấy anh em ngủ đây khỏi đau người. Pesa. Pesa. Lúa nhiều. Lúa nhiều, đúng rồi. Rồi, đi montar cái lẻ cột đây. Từ bây giờ cho đến hết tuần này các bạn, là mình sẽ tập trung vào để đi cắt gặt cho nó xong luôn. Gặt trong vòng tuần cho nó xong, từ cuối tuần là cố gắng. Cứ một ngày gặt là ngày nghỉ các bạn. Để hôm sau lấy đường đi phơi thóc, rồi là phơi rơm các thứ nữa. Không tiến hành cắt đại trà được. Ra qua gì cậu vô? Nó ra qua gì? Mệt à? Mệt không? Cansado. Muito cansado. Muito. Nụ cười của người chiến thắng các bạn ạ, cười như là nông dân được mùa luôn. Đó các bạn, tranh thủ trời nó đang nắng to, cào được thành đống cái là bắt đầu đập được thành đống cái là cho bé Tù đi lấy cái cào cho nó cào săn mỏng ra, được chỗ nào cho nó xe mặt chỗ đấy đỡ luôn. Tira que le mete otro prego para pregar bien. Thank you.
Xong này là đập ra đến nơi là gần khô này. Nắng này xong bắt đầu là tải đều này. Ngày mùa nhỉ, những ngày mùa như ở quê Việt Nam mình luôn. Nhớ quê, nhớ đi cắt lúa ngày xưa. Cái đây hai năm trước em có được cắt lúa nhưng mà cắt bằng máy. Gần xong rồi các bạn, gần anh em gần đập xong rồi đó. Thôi thế này thì cứ thống nhất là ngày mai lại vẫn cắt bình thường. Mai mà trời nắng vẫn cắt bình thường, lấy hai cái bạt này để đi phơi sóc ở bên kia. Còn hai cái bạt là ba cái bạt nữa. Đầu cắt xong để đây lại bắt đầu tiến hành đi để đập. Chứ bây giờ không chờ được. Vừa cắt là vừa đập luôn. Vâng. Mưa chùm cái là xong. Peter, Lorenzo, amanhã de manhã, né? Tira dois lona, estender aquele lado, mete arroz aí. E amanhã de manhã, começa a cortar esse lado, aqui dois, primeiro. Já dois, três lá em cima. Vamos cortar já. Chối trong nhà. Ui, esse tá caindo muito aqui. Cái này tí quét về để cho anh Quý ấy, mang vào cho mang vào trong trang trại cho vịt ăn. Hôm qua anh dặn cái thóc đất này để cho gà cho vịt. Ơi, quá gì acabou, rápido. Gần xong rồi. Tres a dos. Dos para extender. Otro fica aquí para bater. Cần thiết thì cần thiết mai mua thêm hai bạt đấy anh Quý nhỉ? Anh Quý, mai mua thêm hai cái bạt nữa ok nhỉ? Mua thêm hai cái nữa thoải mái. Vâng. À gì? À cô. Xong rồi mọi người, anh em mình nhanh lắm, ba một xào lúa thì mấy anh em vừa vận chuyển vừa đập đây là đây. Có 1 tiếng 15 phút đấy. 1 tiếng 15 phút đấy, lúc mình đi làm là 2 giờ, bây giờ là 3 giờ 15 xong rồi đấy. Cả gánh cả đập. Nhanh nhé. Lúc đi cắt thì nó hơi lâu thôi. Bây giờ tá bem. Só 1 hora. 1 hora 30 minutos. A 1 hora 15 minutos. 15 minutos. Que começar a transporte e bater. Oi, tira, fazer limpeza. Es que está pañague. Está pañague, está ribue, o sea. O ver rabu duque. Esa pasta de bocar con sol.
Yeah, passe cabo cat. Ô cá này gãy một răng rồi. Dai beh tu. Tu sa pra. Ta se cabo cad. Da 6 ore vamo tira. Dai bo dai dai. Cái gì? Try cái đây băng của Begin. Ai buộc đây? Anh Quý à? Anh buộc cái này à? À. Ai dê? Đây. Như này nha. Cái này buộc luôn này, không phải ngày mai nhiều lắm. Ngày mai cắt 3 ruộng nữa thành một đống như đống núi. Cái này này. Đây. Như này. Dìa ra dìa. Đấy, xong rồi. Mách qua đây. Đấy, như này. Được chưa? Ok các bạn, đó. Bây giờ cắt lúa xong rồi, đập xong rồi, đang đi tranh thủ bây giờ trời vẫn còn đang nắng các bạn, để cho anh em đi phơi cho nó xe mặt đi. Ngày mai phơi một nắng rất là có thể cất đi được. Ngày mai như này là kế hoạch như này, ngày mai vẫn tiếp tục vào cắt được. Đó, phía bên này là mọi người đang đi buộc rơm này. Phía bên này là cho mấy chị em ra đây để đi phơi các bạn. Giờ này hôm qua phơi nhưng mà hôm nay nó vẫn chưa khô hẳn. Rồi đúng rồi, đấy Abi Mai. Cắt đến đâu phơi đuổi đến đấy các bạn, cắt xong rồi đập xong rồi phơi rơm phơi thóc luôn. Chà. Vé Miguel kìa, Rufino kìa. Ôi giời. Đó, viết gì Miguel kìa. Ôi giời. Đây Miguel, đi đánh tay xin mày ơi. À xin. Cuidado aquele le pano no pisa ahí, ¿eh? Pano a leza. Đó, đó, phơi thế này cho nó nhanh khô các bạn, với cả là mưa gió không sợ. Đó, Rufino tam bông rồi đấy.
Rồi, đúng rồi. Así, tá bom. Ok mọi người. Giờ muộn rồi. Nắng nó xuống rồi. Bắt đầu sẽ đi tiến hành đi thu cất cái thóc này. Cầm anh phải cầm sâu vào, anh cầm vào mép cái nó rách ngay. Rồi, tao không xe gà. Abri, pa mete cùng kề. Pa, đi bao a pasia. Junta kề, lấy xin la đưa ta mày. Patan. Vai buscar. Você não sabe andar rápido. Cuidado para não rasgar aquele lona. Thích nhất cái công đoạn đi xúc thóc này rồi. Hôm nay là gần 4 tháng. Do bên này có điều kiện khí hậu nó khác so với ở Việt Nam mình, nên là cũng có nhiều lý do khác nữa, nên là lúa này nó giống lúa nó bị chậm các bạn. Ở nhà mình thì tầm 3 tháng 10 ngày là 3 tháng rưỡi là cắt. Hôm anh em mình đi cắt là bao nhiêu nhỉ? Chín quá nhỉ? Là 3 tháng. Rồi. Cuối tháng 11 đâu? Cuối tháng 11 anh. À thì tính ngày dương nhỉ. Mình tính ngày dương nhỉ. Đúng ngày gọi là ngày 16 tháng 12 dương lịch năm ngoái là cấy. Đến ngày 16 tháng 4 này là được, ngày mai là được 4 tháng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hôm nay được thu hoạch được 8 bao thóc các bạn. Còn chỗ này là thóc khô được 3 nắng rồi này các bạn này. Đó, chỗ này là 3 nắng rồi thì hôm nay sẽ chuyển về nhà để cất ở nhà. Cất ở nhà thì cái chỗ này, toàn bộ chỗ này là được 1, 2, 3, 4, 5 bao. 5 bao này được khoảng độ hơn 2 tạ, 2 tạ mấy đấy. Thì cái này sẽ cất đàng hoàng đi. Sau này có khi là sẽ để chỗ này để thóc giống rồi là để sang vụ sau nữa. Bởi vì là thóc giống thì mỗi anh em chỉ chắc chỉ tầm độ 20 cân. 20 cân là được 2 mẫu ruộng. Chắc là mình nghĩ là không ai làm đến 2 mẫu đâu. Bởi vì là nó còn nhiều thứ liên quan các bạn, máy móc làm đất làm cát, rồi cái quan trọng nhất là thuốc sâu đó. Thì cái này cất gọn gàng đi để làm sao giống. Ở đây thì không có chỗ cất các bạn, đây thì cái nhà mái tôn này nó cũng nguy hiểm, mưa gió cái là nó dột là hỏng hết. Cái này mang về nhà cất. Ok các bạn, đó, ngày hôm nay thì anh em mình vẫn cứ tiếp tục cái công việc đấy là đi cắt lúa rồi phơi thóc rồi phơi rơm các thứ thôi, giống như ở nhà quê thôi. Ngày mùa thì không có cái gì nó khác cả. Trong tuần này là cả tuần này là sẽ đi cắt lúa hết. Cố gắng trong tuần là cắt hết lúa. Esta semana tengo que acabar todo arroz. Preparado para plantar más otra. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Ok. Rồi đi. Tá bom. Esse me metendo carro. Ok. Vale, va, esse vai guardar aqui. Aquele lixo tira lá no carro.